Xin chào bà con. Thì gần đây ấy, mà nổi trội nhất là gần đây là cơn bão số 3, là một số ảnh hưởng của mưa dẫn đến cái tình trạng mà sầu riêng ở Tây Nguyên, Đắk Lắk chúng ta. Thì vào những ngày tháng 8, cuối tháng 7 dương lịch và đầu tháng 8 dương lịch, thì ở Tây Nguyên, Đắk Lắk, có nghĩa Lâm Đồng, Đắk Lắk, thì có một số vườn bà con nông dân chúng ta thì sầu riêng bị tước nhánh, bị rụng trái rất là nhiều. Thì qua đó ngày hôm nay á, mình sẽ quay và hướng dẫn cho bà con sơ về một số cách để bà con tạm khắc phục cho cây sầu riêng chúng ta nó đỡ tình trạng thứ nhất là tước gió do bão, có nghĩa là giảm bớt tình trạng đi. Đó là mình chia sẻ bà con, vì thời tiết gió bão thì thật sự là bà con nông dân ta không ai muốn. Và đã gọi là gió bão thì chúng ta chỉ có biện pháp là hạn chế khắc phục bớt thôi, chứ còn chúng ta chống được cái đó thì thật sự rất là khó. Cái đó là điều không nông dân nào muốn và mọi người đều không ai muốn hết. Thì với như bà con nông dân chúng ta trồng cây ăn quả, đặc biệt là sầu riêng, bơ rồi và một số cây trồng khác ở giai đoạn này là giai đoạn chuẩn bị chúng ta thu hoạch rồi, thì mà khi mà ra vườn sau một những cơn mưa trong gió lớn đó, sau khi ra vườn đó, thì bà con không ai muốn cái sầu riêng chúng ta bị tước nhánh hay là tét cây. Nói chung là những vấn đề đó hầu như là bà con nông dân làm ra một cái cây ăn quả không muốn, vì tới giai đoạn chuẩn bị bán và thu hoạch để có nguồn vốn. Thì với clip này thì mình cũng chia sẻ cho bà con về những cái cách mà bà con hạn chế được cái rủi ro do thời tiết nó làm ảnh hưởng đến sầu riêng ta bị tước. Và cái thứ nhất là bà con phải neo cây. Cái thứ hai nữa, cái neo cây á, như ở vườn này mình quay đầu tiên, các bạn xem bà con xem con thấy không, toàn bộ vườn này á, đều là có cây trụ tiêu hay gọi cây gỗ á, nẹp chống đỡ hết. Nói chung mà ta làm hình tam giác, người ta chống hết ở trên vườn này. Thật sự ra mình đi hướng dẫn và khuyến khích nông dân đó, là nông dân nên cột từng cái sầu riêng lại. Ở cái cột sầu riêng á, thì hầu như một số nông dân chúng ta không quan niệm là cứ cột cuốn thôi. Bà con cột cuốn nó không có hiệu quả, bà con cột nguyên cái trái luôn. Như trên clip á, mình quay hướng dẫn bà con xem á, bà con cột từng trái, nói chung là cái rủi ro và hạn chế về tước rất là thấp nếu vì thời tiết gió lây. Còn nếu bà con cột vào cái cuốn nó lây thì sức cái cuốn cũng như không. Thì qua đó bà con cột cái trái, thứ nhất bà con cột hết cái trái, bà con cột lên trên thân luôn á, thì cái tốc độ mà lây hết cái trái nó sẽ rất là khó, vì bà con đã cột hết cái trái, bà con vòng hết 3 vòng rồi, bà con vòng lên trên cái thân nữa thì rủi ro mà để rụng và tước thì thật sự rất là thấp, từ khi tước luôn cái cành. Mà nếu mà muốn tước được cành á, thì bà con đã chấm cành mà còn neo cành nữa á, thì giờ chỉ có là lay gốc thôi. Mà nếu mà muốn mà cho nó lay gốc á, thì con neo thêm 3 cái gốc nữa. Thật sự cái công tác đó rất là cực kỳ. Như ở cái vườn này bà con xem đi, nông dân này bao nhiêu trái trên cây là nông dân này cột bấy nhiêu trái và chấm đỡ từng cây, từng cành nhỏ ở trong vườn. Mình sẽ đi quay hết cái vườn này cho bà con xem từng chi tiết. Nói chung là nếu mà nhìn so sánh cái vườn này hầu như rất là cực. Về vườn này cáp neo cây có, chống cây từng trái có, neo ngọn có, neo cành có, cột trái thì có hết tất cả luôn. Cái đó thì thật sự đó, thì nông dân chúng ta phải chịu khó về công tác này thì chúng ta mới hạn chế được cái thứ nhất là gió, giông, bão tố để cho tình trạng sầu riêng chúng ta nó giảm bớt, rụng. Chứ còn nếu bà con chúng ta không chịu khó mà thời tiết mỗi năm mỗi khác, bão mỗi năm mỗi khác thì hầu như năm nay sản lượng sầu riêng chúng ta mất rất là nhiều. Thì xem trên thông tin đại chúng bà con đã thấy rồi, có thể là thực tế ở vườn nhà mình mỗi bà con nông dân cũng đã thấy sầu riêng tước rất là nhiều, đặc biệt là sầu riêng đô na. Vì ở sầu riêng Thái bây giờ thì bà con đang thu hoạch rồi, nó cũng đỡ bà con. Cái đó là mình chia sẻ một số cái quan điểm cá nhân của mình, thì qua đó những cái cần thiết bà con có thể làm. Thì bà bây đối với clip này mình hướng dẫn bà con đó về công tác này, nói chung là bà con phải chịu khó. Cái thứ hai là bà con phải kiếm cây chống đầy đủ. Như ở cái sầu riêng này mình cũng quay các bạn xem á, nông dân cột hết, cột từng chùm chùm dây bao á. Chứ mà con mua dây bao bà con cột đi, bà con thử cột quấn vào trái luôn, bà con đừng cột cuốn. Vì nông dân cứ cột cuốn là không có hiệu quả. Thật sự cột cuốn sẽ không có hiệu quả. Cái cuốn với cuốn nó tước luôn ngay chỗ cái thân, nó rớt ra luôn. Bà con tự hiểu, mình đây mình cột cái trái mình neo lên cây nữa thì tất nhiên nó đỡ nguyên cái trái luôn. Cái cuốn chỉ là giữ chịu lực giữ để nuôi dinh dưỡng thôi, còn cái lực mà để tác động mà để giữ cái trái á, toàn bộ là dây bao, bà con cột hết cái trái luôn. Thì thật sự cái trái nó muốn lay được nó phải lay luôn trên cành,
mà mình đã neo cột cái trái mình bó lên cái cành luôn á, thì đâu có thể mà gió tác động lay được. Thì bà con cứ thử cái cách này, bà con cột. Thì thật sự á, là có rất nhiều cách để chúng ta cột và neo cây và neo trái, nhưng mà mỗi bà con nông dân chúng ta sẽ có mỗi kinh nghiệm khác nhau. Thì đây là với cái kinh nghiệm của mình chia sẻ với bà con đó. Vườn này nói chung là chống rất là kỹ, ở những đầu cành á, đều bó hết bằng vải để cho tránh tình trạng gió lây đi lây lại sẽ bị dập cây và xước cây. Nên là những cái đầu cành mà con chống vô cây, bà con nên làm chữ U hết. Và chữ U đó bà con phải quấn vải hay lớp nhựa nào để tránh tình trạng gió lây làm xước hoặc là dập cây sầu riêng chúng ta. Thì để từ từ mình sẽ quay từ từ vào chi tiết về những cái chỗ mà tiếp giáp với nhau, mà để cho bà con nông dân người ta thấy á, một cái vườn mà muốn neo được một cái sầu riêng là nó chắc á, thì rất là khó. Cái đó là đáng lẽ lâu nay mình sẽ làm clip sớm cho con để phòng chống cái lúc mà bão. Vì trong giai đoạn này thật sự mình cũng rất là nhiều việc, không có thời gian làm những cái clip mới và cập nhật liền cho bà con xem. Thì đây cũng bắt đầu là đầu cái mùa bão, mới cái đầu của mùa bão thôi, nên những công tác, những vườn nào còn hoặc là trái cũng còn nguyên, hoặc những vườn chưa bị mắc, thì con có thể áp dụng vào những cái phương pháp mình quay trực tiếp và chia sẻ trên clip này, để bà con chúng ta là có những cái cách mà phòng cho cái vườn chúng ta. Mình sẽ đi quay từ từ từng cây từng trái con xem này, nông dân vườn này thật sự rất là kỹ, họ đếm từng trái, cột từng trái luôn mà đeo hết dây bao. Thì cái này bà con chịu khó nhưng mà nó an toàn cho bà con. Sau này có gió có lây một cái không cao thì chung giá sầu riêng chúng ta dao động tùy vào thị trường, một trái cũng được 3-4 kg thì giá nó dao động cũng từ 30-40 nghìn lên tới 60-70 nghìn, nó là tùy vào mỗi năm. Thì một cái sầu riêng tính bà con tính trung bình đi cũng cả 100 nghìn một cái rồi, bà con chịu khó cột đây sẽ có 100 nghìn. Cái đó mình chia sẻ thôi, cái đó là những cái mình tính sơ bà con, còn lại thị trường, giá thị trường sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của bà con, để bà con có một cái nguồn thu và chi tiêu hợp lý cho cái cây sầu riêng chúng ta, nó đạt được hiệu quả cao. Thì toàn bộ nãy mình nói bà con á, những cái đầu cành đều phải quấn quải vải để cho không bị lây. Cái thứ hai là cột trái nó không đông đưa. Thì tùy vào vườn, thì có những vườn thì bà con làm kỹ hơn, bà con neo từng cành từng trái, là con bó những dây vải, dây chuyên dụng, nói chung là tùy. Thì thật sự với vườn này mình cũng chia sẻ toàn bộ những cái kinh nghiệm của mình hướng dẫn cho bà con nông dân, và những cái vườn của bà con nông dân cột lại, neo lại từng cành. Con để ý nha, vườn này chống cây rất là nhiều, toàn bộ trụ tiêu, nói chung là tiêu cũng chết rồi, nên mà con sẵn lấy cái trụ gỗ này con chống tam giác hết, neo hết rất là kỹ. Thì tùy vào những khu vực mà gió nhiều hay là gió ít á, thì những bà con chúng ta sẽ có những cái phương án mà neo khác nhau để tránh tình trạng mà sầu riêng chúng ta bị tước. Thì cái đó là cái điều mà không có bà con nào muốn, như mình nói lúc đầu rồi. Thì tóm lại thì cũng còn khoảng thời gian là 1 đến 2 tháng nữa là toàn bộ sầu riêng ở 5 tỉnh Tây Nguyên chúng ta, đặc biệt là khu vực Đắk Lắk, sẽ vào mùa thu hoạch chính và thu hoạch rộ đối với cái sầu riêng Lô Na. Thì mình tiếp tục cũng quay bà con xem là những cái dây cáp trụ mà quấn để chằng cây đối với nông dân chúng ta. Thì mình sẽ quay để con xem là có thật sự là kéo cáp không. Thật sự vườn này kéo cáp rất là nhiều đối với những cây to và cổ thụ, khoan lỗ và chôn cọc hết, tránh tình trạng mà tối thiểu chúng ta giảm được tình trạng mà lây gốc. Thì đó là mình nói giảm thôi nha, nhắc lại nó giảm thôi, chứ mình nói ra thật sự sẽ có nhiều bà con nông dân sẽ nghĩ là sẽ bão rồi mà sao chúng ta neo được nữa. Nói chung bão, nhưng mà tùy trường hợp, mình làm như thế này mình sẽ giảm được cái tỷ lệ mà cây chúng ta bị lây hoặc rụng. Đó là mình chia sẻ lại. Thật sự là bão thì tùy vào cơn thôi, có những cơn lớn, cơn nhỏ, cơn mạnh, cơn độ gió sẽ khác nhau. Thì qua đó nên bà con cứ phòng cho mình là khắc phục được phần nào tối ưu. Bà con thử thử đi, cái trái sầu riêng mà con cột với không cột, chắc chắn trái cột sẽ giữ được rất là nhiều. Bà con không nên cột cuốn nha, mình chia sẻ là bà con cột nguyên trái luôn và chống cành cho mình hết toàn bộ, từ cành nhỏ cành lớn, những cành nào kết thiếu tất yếu thì con cột, còn không tất yếu thì con neo cành cành vô thân chủ và ngọn chủ của cái sầu riêng hết. Cái đó là mình quay rất là chi tiết và rất cụ thể cho bà con xem về cái công tác của bà con nông dân ở đây làm rất là kỹ về công tác mà neo trái sầu riêng. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, theo dõi video của bên mình.
thì mình sẽ luôn cập nhật tình hình và cây ăn quả ở vùng Tây Nguyên. Thì vài bữa mình sẽ cập nhật tiếp là cây bơ bút. Thì hiện trạng thì bơ bút hầu như đối với cơn bão này thì có một số vườn thì bị tróc gốc rỉ cành thôi, còn nói trái về rụng thì cũng rất là khó vì trái bơ bút cũng rất là dai. Cái đó mình cũng chia sẻ cho bà con chúng ta vừa tham khảo một số là cây khác. Thì toàn bộ vườn này mình sẽ quay rất là từ từ về chi tiết, về toàn bộ quá trình nông dân chúng ta nêu cây nó sẽ tốn thời gian vất vả như thế nào, sau này chúng ta phải gỡ xuống rồi cho cây nó nghỉ dưỡng nữa. Nói chung là một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, và cảm ơn bà con đã theo dõi clip này. Nói chung clip cũng rất là dài. Đây là vườn sầu riêng mình mới quay luôn cho bà con xem.